Lữ đoàn 962 quân khu 9 và lữ đoàn 127 vùng 5 hải quân hôm qua đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Dù ảnh hưởng của bão, điều kiện thời tiết xấu nhưng đây là dịp để bộ đội xử lý tình huống phát sinh trong thực tế. Tại tỉnh Kiên Giang, lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển gồm 73 súng B41, 73 súng tiểu liên AK, 74 súng 12 ly 7 đơn tàu bắn mục tiêu cố định. Bài 5, biên đội cơ động bắn mục tiêu di động ban ngày. Thời tiết xấu ảnh hưởng bởi cơn bão số 8, nhưng đây là dịp để bộ đội có thêm kinh nghiệm xử lý sát thực tế hơn. Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ chiến sĩ đã nắm vững thao tác tính năng tác dụng và sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tại Phú Quốc, Kiên Giang, Lữ đoàn 127, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có các biên đội tàu chiến đấu thuộc Hải đội 512. Nội dung kiểm tra gồm bắn chiến đấu biên đội tàu bài 5A, 5B, sử dụng các loại súng pháo có trong biên chế, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển, ban ngày và ban đêm. Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra trình độ tổ chức, chỉ huy, điều khiển tàu, công tác huấn luyện, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chống lại các cuộc tấn công của máy bay và tàu mặt nước của địch, cũng như tiến hành phản công địch.